Xin chào các quý vị khán giả của Cảm Hứng Bất Tận. Xin chào hai MC. Hành trình đi khám phá những vùng đất diệu kỳ sẽ được khởi hành từ mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Điểm đến đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cột mốc km số 0. Và bây giờ xin mời mọi người cùng Chan La Cà và Mỹ Lan chúng ta cùng đi khám phá Hà Giang. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng đến thăm một gia đình ở thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Đây là một gia đình của người Tây. Và bây giờ mời mọi người cùng vào để xem thử là gia đình này chuẩn bị Tết như thế nào các bạn nhé. Dạ. Chào chị. Xin chào chị. Chào hai bạn. Hôm nay mình rất là vui được mời hai bạn đến đón Tết cùng với gia đình của mình. Ngay sau đây thì mời các bạn vào. Cảm ơn chị. Gia đình mình. Đây có phải là đặc sản bánh chưng gù rất là nổi tiếng của Hà Giang không chị? Đúng rồi đấy Mỹ Lan ạ. Đây là bánh chưng gù rất là nổi tiếng của Hà Giang. Chị Lan biết không? Em đi Hà Giang rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa ăn bánh chưng gù bao giờ. Thật chứ hả? Nhưng mà chị ơi, tại sao cái bánh chưng này lại có tên là bánh chưng gù chị? Mỹ Lan và Chan có thể quan sát thấy là cái bánh chưng này nó có hình gù như này và nó giống như những trái núi ở nhấp nhô ở Hà Giang. Cái mình của bánh chưng ấy nó có hình tròn. Tuy nhiên hai đầu thì được gấp rất là vuông vức, nó tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Ôi, một cái bánh chưng nhỏ bé nhưng mà ẩn chứa trong nó rất nhiều ý nghĩa, được không ạ? Mình vẫn cần có các nguyên liệu có vẻ cũng giống như là bánh chưng bình thường chị nhỉ? Đúng rồi, ở đây thì chúng ta cần chuẩn bị gạo nếp cái hoa vàng. Vâng. Gạo này thì rất là đặc biệt, gia đình mình đã nhuộm bằng lá giềng rồi, tức là lá rong giềng khi mà... Có màu xanh nhá. Đúng rồi, giã ra vắt lấy nước cốt và nhuộm để nó tạo ra cái màu đặc trưng như thế này. Và ở đây còn có thịt lợn đen ướp với các gia vị như là mắc khén, hạt tiêu, mắm, muối. Và ở đây còn có đỗ xanh, đỗ xanh thì đã đồ lên rồi. Chúng ta không nên gói đỗ xanh còn sống vì như vậy nó sẽ không tạo ra cái vị bùi và vị thơm của đỗ. Wow, em nghĩ có một cái bí quyết ở đây đó chính là cái thịt lợn đen á chị. Dạ. Và đặc biệt nó còn lại ướp với lại mắc khén nữa, một cái loại gia vị, gia vị rất riêng ở trên này. Chắc là bây giờ hai chị em mình nhờ các chị dạy cách gói bánh chưng gù nhỉ? Hay quá, tại vì em chưa bao giờ được bánh chưng này. Dạ, thử luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá, để mình sẽ hướng dẫn hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cách gói bánh chưng gù của người Hà Giang có khác nhiều với cả bánh chưng vuông ở miền Bắc và bánh tép hay là bánh chưng tròn dài ở miền Nam không? Đây là chiếc bánh chưng của chúng tôi đã gói xong. Mặc dù hơi xấu một xíu nhưng mà chắc chắn ngon. Và rất nhiều tình cảm gửi gắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ luộc bánh ạ. Chà La Cà thích nhá, hôm nay có một mâm bánh chưng gù. Chúng tôi lần đầu tiên được gói em bánh chưng gù và luộc bánh chưng gù. Em lần đầu tiên luộc bánh chưng luôn đó chị. Đó. Rồi, sau 9 tiếng chờ đợi thì đây là thành quả này cả nhà ơi. Trông rất là hấp dẫn đúng không ạ? Nước sôi bốc, nước sôi sùng sục luôn. Yeah. Wow. Cái này đẹp đẹp vậy chắc là em gói. Chà La Cà tự tin lắm luôn ấy. Rồi, xuất sắc. Wow, quá siêu. Bánh nóng hổi. Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mời chị ơi. Đông vui quá, đông vui quá. Vừa nãy thì lúc mà gói bánh ấy thì chỉ có mấy chị em chúng mình thôi. Tuy nhiên thì theo phong tục tập quán của dân tộc Tày thì mâm cỗ của ngày Tết thì sẽ phải mời anh em họ hàng bạn bè đến để chung vui và cùng thưởng thức mâm cỗ Tết. Ở đây có gà đồi luộc này, có măng quấn này, có cải cây xào này và một loại hoa quả đặc trưng của Hà Giang đó chính là cam sành. Wow, ngon quá. Còn đây là cái món mà chúng ta mong chờ nhất từ trong cả ngày hôm nay đó chính là bánh chưng gù. Wow, trông rất là hấp dẫn đúng không? Lại còn cắt điệu nghệ như thế này ý ạ? Dạ đúng rồi, đây chính là cái cách cắt truyền thống của dân tộc Tày. Wow, quá hay. Tức là bây giờ mình học thêm được bao nhiêu từ Chà La Cà nhỉ? Dạ.
Xin mời. Wow. Chúng ta sẽ ưu tiên quá ngon. Mời Chan Laka và Mỹ Lan đúng không? Dạ. Dùng chút. Bây xin phép anh các chị. Háo hức quá, háo hức quá. Mỹ Lan với Chan cảm thấy bánh này hương vị thế nào? Em cực kỳ thích cái mỡ lúc mà ăn vào nó tan ra rất là ngon luôn. Vị rất là vừa vặn á, mà lại còn giữ nguyên được màu xanh mướt của gạo. Quá ngon, quá ngon. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Cảm ơn các anh chị đã cho em với lại chị Mỹ Lan có một cái Tết vùng cao rất là ấm cúng và ý nghĩa chị Lan. Dạ, và trước khi thưởng thức bữa ăn rất là tuyệt vời này thì chúng ta sẽ cùng gửi những lời chúc tốt đẹp tới các quý vị khán giả của chương trình Cảm Hứng Bất Tận. Xin chúc quý vị nhà nhà no ấm.